Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm bất ngờ xuất chiêu đem quân đánh Úc, một ổ tội phạm chứng khoán ai dính đòn. Chí phú địa hào, đào tận gốc, chốc tận rễ. Đấy là câu châm ngôn mà hàng thế kỷ nay Đảng Cộng sản Việt Nam cũng dùng nó như một chiêu bài mị dân và cho rằng họ đánh phá những người giàu vì quyền lợi tầng lớp lao động mà họ tự xưng là họ làm đại diện. Tuy nhiên, thực tế từ 3 phần tư thế kỷ qua, tầng lớp lao động dưới tay chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ được hưởng chút quyền lợi gì. Ngày nay, tầng lớp lao động của Việt Nam xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới, làm những nghề nặng nhọc, vất vả và lương thấp nhất. Như vậy, tầng lớp có tiền bị đào tận gốc là bản chất của chế độ hiện nay cũng vậy, nhưng có chút khác. Đó là họ vỗ cho béo những doanh nghiệp nổi tiếng, lớn mạnh rồi họ lại triệt hạ. Trước đây có công ty Minh Phụng, công ty EPCO, công ty Tamesco. Nay thì nhiều vô số kể. Chỉ mới từ tháng 3 đến nay, những người đứng đầu, những doanh nghiệp lớn phải sổ khám. Những cái tên có thể kể ra như Nguyễn Phương Hằng, CEO của công ty du lịch Đại Nam, Trịnh Văn Quyết, chủ tịch của FEC, Đỗ Anh Dũng, chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn Tân Hoàn Minh. Và đây là một cái mới, đó là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Louis Holding, Đỗ Thành Nhân. Và ông Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Chí Việt. Hàng loạt người khác cũng có liên quan. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, người đang đánh những vụ án lớn ngay trước Hội nghị Trung ương 5. Ngay tối ngày 20 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra C03 của Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Louis Holding, thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital và Công ty Cổ phần Louis Land. Bà Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Louis Holding. Ông Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Chí Việt. Lê Thị Thủy Liên, nhân viên dịch vụ tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Chí Việt. Để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán, theo quy định tại Điều 211 của Bộ Luật Hình sự. Cùng thời điểm đó, C03 đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can có liên quan, trong đó có trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Chí Việt tại số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Theo C03 cho biết là họ đã đủ chứng cứ để xác định ông Đỗ Thành Nhân đã thông đồng với Đỗ Đức Nam và các cá nhân khác có liên quan, đã sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán, thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của công ty cổ phần Louis Capital, mã là TGG, công ty cổ phần Louis Land, mã là BEE và các mã chứng khoán khác, trái quy định của pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Louis Holding là doanh nghiệp đa ngành có trụ sở chính tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này có nhiều công ty thành viên, trong đó có Louis Land, chuyên làm bất động sản, Ankimax, chuyên nghề gạo và sản phẩm sau gạo, Dược Lâm Đồng chuyên các sản phẩm chức năng, Zamete, vân vân. Đây là hình ảnh thông tin bắt đại gia chứng khoán tại Việt Nam. Tương tự như trường hợp của ông Trịnh Văn Quyết, thì hồi đầu tháng 3, Louis Holding đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với số tiền 161 triệu đồng. Và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 2 tháng. Nguyên nhân là doanh nghiệp này đã giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần Louis Capital vượt quá giá trị đăng ký. Được biết, công ty cổ phần chứng khoán Chí Việt có tiền thân là công ty cổ phần chứng khoán Thái Bình Dương, được thành lập vào năm 2006. Công ty hoạt động trong lĩnh vực môi giới, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư và các dịch vụ chứng khoán liên quan. Công ty này trở thành công ty đại chúng vào năm 2015 và được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2018. Đây là hình ảnh hiện ông Trịnh Văn Quyết đã có những bạn mới, đó là ông Đỗ Thành Nhân. Hồi cuối tháng 1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thông báo xử phạt công ty cổ phần chứng khoán Chí Việt tổng số tiền là 310 triệu đồng. Trong đó có 250 triệu đồng phạt do công ty này cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng nhưng không báo cáo và không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Khoản phạt còn lại là do công ty bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nhiệm vụ chứng khoán.
Ngoài ra, công ty tiếp tục phải nhận những hình phạt bổ sung đã đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán trong 2 tháng. Và liên tục đó, Tô Lâm hiện nay cũng vẫn tiếp tục bị tai tiếng sau vụ thịt bò rát vàng. Giờ đây ông hăng hái ra quân đánh nhiều vụ án lớn. Dường như ông đang chứng tỏ là cánh tay đắc lực của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và xem ra Tô Lâm còn rất hữu dụng cho ông Tổng Bí thư bất chấp ông đã gây nên tai tiếng gì. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sau khi hạ được Trịnh Văn Quyết, Trung ương tung tiếp đòn hiểm vào FEC. FEC là công ty tỷ đô, việc Trung ương xé bỏ lệnh trừng phạt trước đó để bắt giam ông Trịnh Văn Quyết được xem là tiếng súng lệnh cho Bộ Công an tấn công của tập đoàn này. Khi cừu được vỗ béo đủ lớn, đủ ngon thì người ta mới thịt và chúng đưa lên bàn nhậu. Không khó để nhận ra Trung ương là muốn tấn công mạnh vào FEC. Vì thế, họ không chỉ dừng lại ở việc bắt ông Trịnh Văn Quyết, mà còn muốn tấn công mạnh và sâu hơn vào tập đoàn này. Việc bắt bớ nhân vật chủ chốt của FEC, dù bằng ban quản trị của tập đoàn này đã đề cử người thay thế ông Trịnh Văn Quyết, nhưng thực tế cho thấy nội bộ tập đoàn này đang rất bất ổn. Áp lực đến nỗi vào ngày 15 tháng 4 vừa qua, hai thành viên của ban kiểm soát FEC xin từ nhiệm. Tuy tập đoàn FEC đã công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên ban kiểm soát công ty của ông Nguyễn Chí Cương và bà Phan Thị Bích Phượng vì lý do cá nhân, nhưng thực chất đang có áp lực rất lớn, đè nặng đến từng cá nhân của những người có quyền trong tập đoàn này. Lê Đình Hành, hai người trong ban thanh tra tập đoàn xin từ nhiệm. Cách đây không lâu, FEC cũng gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm nay chậm nhất tới ngày 30 tháng 6 năm 2022. Đồng thời, tập đoàn này ban hành nghị quyết về việc hủy danh sách cổ đông lập ngày 23 tháng 3 để tham dự đại hội hội đồng cổ đông thường niên vào năm 2022. Thực tế, tập đoàn FEC đang phải đối mặt với nhiều khó khăn liên quan đến biến động nhân sự cấp cao. Tại phiên họp thường niên sắp tới, FEC nhiều khả năng sẽ phải bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị thay thế cho ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung. Vào ngày 14 tháng 4 vừa qua, tập đoàn FEC cũng có văn bản công bố thông tin gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, thông tin được FEC công bố bao gồm: xin gia hạn thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm vào năm 2022 chậm nhất tới ngày 30 tháng 6 năm 2022. Và hủy ngày 23 tháng 3 năm 2022 là ngày để thực hiện quyền tham dự họp hội đồng cổ đông thường niên của công ty. Sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, thì phía chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã truy đến cùng những hoạt động của FEC. Thực tế, FEC đã nợ thuế quá hạn 90 ngày, nhưng tại sao lúc ông Quyết chưa bị bắt, chính quyền không nhắc, nhưng đến khi ông bị bắt thì lại truy? Được biết, Trịnh Văn Quyết là người đứng đầu và chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho phong tỏa tài khoản ngân hàng trong 2 tuần và cưỡng chế 124,8 tỷ đồng. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết sau khi bị bắt, cơ quan thuế truy thu thuế đến cùng của tập đoàn FEC. FEC bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản tại 11 ngân hàng từ ngày 30 tháng 3 năm 2022 cho đến ngày 13 tháng 4. Chi cục thuế khu vực thành phố Sầm Sơn, Quảng Xương mới ban hành văn bản mở phong tỏa tài khoản tiền gửi của FEC. Dậu đổ bìm leo, khi Trung ương quyết định tấn công FEC thì các cơ quan công quyền ở tầng thấp hơn cũng đồng loạt tấn công theo. Được biết, chi cục thuế khu vực thành phố Sầm Sơn, Quảng Xương đã ban hành 11 quyết định trong ngày 30 tháng 3 năm 2022 đối với FEC. Đến ngày 15 tháng 4, FEC mới bổ sung thông tin về các quyết định cưỡng chế thu thuế. Theo đó, 11 quyết định của chi cục thuế khu vực thành phố Sầm Sơn, Quảng Xương đều là về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với FEC mở tại 11 ngân hàng tại Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết. Danh nguyệt nào cũng vậy. Hoạt động tốt hay không là do ngân hàng cung cấp vốn hoặc tìm kiếm nguồn vốn trên thị trường chứng khoán.
nguồn vốn dồi dào, công ty hoạt động tốt và từ đó họ đóng thuế đầy đủ. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay thì FEC bị bao vây tứ phía. Các ngân hàng cũng siết lại các khoản cho vay với tập đoàn này. Sở thuế thì truy thu không nương tay. Tập đoàn FEC đang trong tình trạng khó khăn hơn bao giờ hết. Lẽ ra với những doanh nghiệp như FEC thì cần phải được chấn chỉnh ngay từ đầu. Tuy nhiên, nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không làm như thế, nên để khi doanh nghiệp quá lớn rồi mới triệt hạ. Hành động này rất nguy hiểm cho nền kinh tế của Việt Nam. Vì FEC ngã thì có thể rất nhiều ngân hàng cũng sẽ đổ theo. Đấy mới là điều đáng quan ngại.